Con đò em trôi theo sóng nước xuôi dòng, giữa mùa nước lên cho tôm cá đầy sông, ruộng lúa mênh mông ngát thơm cánh đồng, câu hò ngân vang trong tiếng reo mừng Cần Thơ Mỹ Thuận, câu dây dân qua sông miền Tây yêu dấu càng thêm đẹp dàng. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Lời đầu tiên thì cho Gió Mùa ký sự chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống đã trở lại với kênh của mình. Ở đầu video thì các bạn cũng đã thấy những hình ảnh mà các anh em công nhân trước khi lên trên đại công trường ở bên trên, cũng như trước khi bước vào làm công việc thì sẽ được ban quản lý nhắc nhở cũng như đôn đốc để đảm bảo an toàn là điều trên hết trước tiên, cũng như là cái việc tập huấn cho cái việc đảm bảo an toàn luôn được diễn ra thường xuyên vào mỗi 2 ngày một lần. Và các bạn thấy thì đây chính là những hình ảnh mà mình đang chia sẻ cho bạn về trụ hấp chính của cầu Mỹ Thuận 2 bên bờ Tiền Giang. Ở video lần này thì mình xin được phép cập nhật và chia sẻ tường thuật trực tiếp những hình ảnh mà những anh em công nhân đang thi công ở bên trên ở hai trụ hấp chính cầu Mỹ Thuận 2, một trụ bên bờ Tiền Giang và một trụ bên bờ của tỉnh Vĩnh Long. Như các bạn thấy ở bên trên, hai thanh đúc đúc bên trên đó, thì đang thi công đốt S27. Ở video ngày hôm qua thì mình cũng đã nói rồi, video hôm nay thì trở lại tại công trường cũng một ngày đầy vất vả bởi những cơn mưa của ảnh hưởng một phần nào của bão Nogu, cũng gây ra những cơn mưa nặng hạt và thường xuyên ở khu vực miền Tây, dù là rất xa nhưng cũng bị ảnh hưởng. Và ở lời video này thì mình xin gửi gắm đến các bà con, cô chú bác ở khu vực miền Trung thật nhiều sức khỏe, bình an, vượt qua những khó khăn của bão vừa đi qua. Và tiếp tục chia sẻ với những hình ảnh của dự án cầu Mỹ Thuận 2 và hai đường dẫn. Ở video lần này thì mình cũng đã nói rồi, mình sẽ chia sẻ về hai trụ hấp chính, tại vì hai trụ hấp chính của cầu Mỹ Thuận 2 là hai cái trụ quan trọng nhất, một trụ bên bờ Tiền Giang là trụ T15 và một trụ bên bờ Vĩnh Long là trụ T16. Đó, cầu Mỹ Thuận 2 có hai trụ hấp chính đó đó. Rồi, nãy giờ các bạn đã xem ở bên trên, bây giờ mình sẽ đảo xuống bên dưới ngay tại khu vực của hệ đà giáo. Đó, khu vực của thanh dầm đà ngang. Đây là những hình ảnh chia sẻ tường thuật trực tiếp các anh em công nhân đang thi công lắp đặt hệ cột chống định hình. Cột chống định hình được tổ hợp theo từng cụm trên xà lan và được cẩu lên bằng cẩu háp và đặt vào vị trí thiết kế như các bạn thấy đang thi công. Có một số anh em công nhân ở bên góc phải màn hình thì trời cũng mới vừa trải qua một cơn mưa thì các anh em công nhân mới bắt đầu tiếp tục trở lên cái công trường để thi công tiếp nha các bạn. Vì để đảm bảo an toàn cho các anh em công nhân đó là điều tất yếu. Khi mà thi công ở ngoài lòng sông là đã nguy hiểm rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là phải thi công ở bên trên với độ cao của hai thanh đúc đúc bên trên hiện tại đã khoảng ngưỡng 110m so với mặt nước bên dưới đó. Còn cái phần khu vực của ngay tại bên trên cái hệ đà giáo này nè đó, bên trên cái này thì khu vực này thì cũng đã với độ cao là khoảng 30 mấy đến 40 mét rồi nha các bạn. Người vị trí đó là khu vực của vị trí của đầu cáp giữ ứng lực thanh dầm đà ngang ngay tại vị trí vuông vuông mà các bạn thấy có lắp những cái phần mà cốt thép màu đen á. Đó, sắp tới thì sẽ trộn bê tông và trám lại khu vực vị trí đó. Và để rút ngắn tiến độ thi công cầu Mỹ Thuận 2 thì chủ đầu tư ban quản lý dự án 7 yêu cầu các đơn vị thi công các gói thầu tăng cường máy móc nhân lực thi công 3 ca trên một ngày. Thì điều này là điều đảm bảo luôn trong thời gian vừa qua nha các bạn, lúc nào cũng 24/24 là có các anh em công nhân thi công bên trên. Và dự án cầu Mỹ Thuận 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long có tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng bắc qua sông Tiền.
Hiện tại thì tiến độ đã đạt khoảng 60% nha các bạn. Dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023. Đảo lại một vòng bên trên cho các bạn xem một lần nữa. Ở bên trên hai thanh đúc đúc ở đốt 27 này, các anh em công nhân lại tiếp tục lên đại công trường này để thi công tiếp sau một cơn mưa vừa rồi với những cái luồng gió rất là mạnh. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển qua bên kia để cho các bạn xem bên trụ tháp chính bên bờ của tỉnh Vĩnh Long nha các bạn. Kế bên đó thì khoảng 350m thì các bạn thấy đó chính là cầu Mỹ Thuận hiện hữu trên trục quốc lộ 1A. Cầu Mỹ Thuận 2 là dự án cầu dây văng lớn phức tạp với nhịp chính dây văng dài 650m với hai trụ tháp cao ngưỡng khoảng 125,5m ở đỉnh tháp ở đốt 33 nha các bạn. Công trình khởi công vào tháng 2 năm 2020, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023. Hiện tại thì đang vượt tiến độ nha các bạn. Đây chính là trụ tháp T16 bên bờ của tỉnh Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long, phường Tân Hòa nha các bạn. Hiện tại hai thanh đúc đúc ở bên trên với độ cao khoảng 110m đang trong quá trình thi công đốt 26 trên tổng số 33 đúc đúc. Và mình cũng xin nhắc lại là hai thanh đúc đúc này từ trụ T14 cho đến trụ T17 là thuộc gói hầu XL03B, và đây cũng là trụ tháp chính của gói hầu XL03B. Thì gói hầu XL03B là phần thi công từ khu vực các đúc đúc ở hai bệ trụ tháp đổ lên trên nha các bạn, là thuộc gói hầu XL03B đang triển khai từ tháng 11 2021 nha các bạn. Hiện tại thì nhà hầu đang tập kết một xe đúc ở xưởng Cần Duột, tỉnh Long An và một xe đúc ở xưởng gia công cơ khí ở Đà Nẵng. Dự kiến là sẽ chuyển về công trường trong tháng 11 2022 sắp tới đây để lắp đặt vào tháng 12 2022 để thi công cái khối dầm K2 theo tiến độ đã duyệt. Thì các bạn thấy bên dưới đang chuẩn bị cái hệ đà giáo, các khung giá đỡ này nọ, để cũng như là các lắp đặt các hệ cột chống định hình để trong thời gian sắp tới sẽ tiến hành đổ bê tông đúc cái khối dầm K1 nha các bạn, là khối dầm đầu tiên nó được lắp đặt bên trên cái gối cầu đó. Các bạn thấy bên trong ở giữa thì đã đổ bê tông cho cái phần mà gối tạm bê tông cốt thép, và bên ngoài các khung màu đỏ bên ngoài ở hai bên le ra ngoài đó chính là khu vực đang thi công cái phần mà lắp đặt hệ cột chống định hình. Mình thấy là tiến độ bên dưới cái phần hệ đà giáo bên trụ tháp T16 bờ của Vĩnh Long thì tiến độ bên dưới phần này nó nhỉnh hơn so với tiến độ bên dưới của trụ tháp T15 bên bờ Tiền Giang. Nhưng mà so với cái hai thanh đúc đúc ở bên trên đỉnh thì hiện tại thì bên trụ tháp T15 bên bờ Tiền Giang thì làm cao hơn một đúc đúc so với trụ tháp bên bờ của Vĩnh Long. Và hiện tại thì các bạn cũng đã thấy đó, tiến độ hiện tại thì đã đạt khoảng 60% rồi nha các bạn, cũng như là đã vượt 3,5% tiến độ cho so với kế hoạch đề ra. Đó là một điều hết sức là tự hào cho cái đại công trường cầu Mỹ Thuận 2 này. Thì các bạn có thể xem bên phần mô tả bên dưới video để biết thêm về cái quy mô và thiết kế của cầu Mỹ Thuận 2 này bên dưới phần mô tả video của mình nhé. Thì trong đó sẽ có để là với tổng mức đầu tư cũng như là chiều rộng mặt đường đó, cũng như là vận tốc thiết kế vân vân.
Về phần thi công thân trụ như nãy giờ mình đã chia sẻ các bạn về hai trụ tháp chính ở đang trong quá trình xây dựng và thi công xây đốt 26 và xây đốt 27 á, thì trung bình khoảng 7 ngày cho đến 10 ngày trong quá trình xây một đốt đúc, và sau mỗi đốt đúc hệ thống kích sẽ đẩy toàn bộ xe đúc lên để thi công đốt tiếp theo. Bình quân mỗi đốt tháp cao khoảng 4 mét được thi công trong 10 ngày. Và bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp video. Hãy bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chúc cô chú và anh chị em có những phút giây xem video thư giãn và đầy thú vị. Cần Thơ mỹ thuận, cầu dây dân qua sông miền Tây yêu.